Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta bước sang Chủ nhật tuần thứ hai buổi chay. Lời Chúa hôm nay trích Tin Mừng của Thánh Matthew chương 17 câu 1 đến câu 9. Thuật lại việc Chúa Giêsu biến hình trên núi. Chúa dẫn ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi và cầu nguyện. Đang lúc cầu nguyện thì Chúa biến hình và dung nhan của người chói lọi như mặt trời, y phục của người trắng tinh như tuyết. Và trong lúc đó xuất hiện Môsê và Elia cùng đàm đạo với người. Phêrô và các bạn đã chìm vào trong giới linh thiêng và khi tỉnh dậy, ông nói với Chúa: Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho Môsê và một cho ông Elia. Và từ trong đám mây có tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Ý lực lời Chúa hôm nay chúng ta cùng hát: Trên núi biến hình. Thật tuyệt vời khi con ở nơi đây, trên núi thiêng nơi Ngài biến hình. Nguyện dừng lều trong chốn tâm linh, để quên đi thăng trần kiếp sống. Rồi từ trời tiếng Chúa ban ra: Đây Chúa con, đây người được tuyển chọn. Lời người dạy, con ơi hãy vâng nghe, vì đây con ta hằng dấu yêu. Xin mời các bạn cùng hát. Thật tuyệt vời khi con ở nơi đây, trên núi thiêng nơi Ngài biến hình. Nguyện dừng lều trong chốn tâm linh, để quên đi thăng trần kiếp sống. Rồi từ trời nghe tiếng Chúa ban ra: Đây Chúa con, đây người được tuyển chọn. Lời người dạy, con ơi hãy vâng nghe, vì đây con ta hằng dấu yêu. Thật tuyệt vời khi con ở nơi đây, trên núi thiêng nơi Ngài biến hình. Nguyện dừng lều trong chốn tâm linh, để quên đi thăng trầm kiếp sống. Rồi từ trời nghe tiếng Chúa ban ra: Đây Chúa con, đây người được tuyển chọn. Lời người dạy, con ơi hãy vâng nghe, vì đây con ta hằng dấu yêu. Vời khi con ở nơi đây, trên núi thiêng nơi Ngài biến hình. Nguyện dừng lều trong chốn tâm linh, để quên đi thăng trần kiếp sống. Rồi từ trời nghe tiếng Chúa ban ra: Đây Chúa con, đây người được tuyển chọn. Lời người dạy, con ơi hãy vâng nghe, vì đây con ta hằng dấu yêu.